tiếp tục lên sàn một em máy rửa xe cao áp motor Nhật Bãi đây anh em, 7.5W motor Mitsubishi Supply, lắp với đầu là Anovin 1814 này. Đầu này là đầu mặt inox anh em nhá, đây inox 304 phay CNC nguyên khối luôn này, thẳng bét luôn nhá. Áp đang chạy cho anh em này, đang ở mức 200 này, lưu lượng con này sẽ là 16 đến 18 lít phút. Đây áp 200 này, ơi gọi là nhấc màn hình luôn, căng bét luôn, ơi gọi đừng hỏi vì sao luôn. Bóp. Tiếng nước rít còn nghe hơn cả tiếng trực thăng luôn. Quá ngon chưa? Về bộ này nhá, được lên trên bộ khung 4 bánh để anh em có thể dễ dàng di chuyển này. Có khóa bánh luôn này. Hộp điện thì sẽ lắp cho anh em đèn báo cũng rất mở này. Bên trong là áp động cơ cổng từ đuôi Nhật này. Cực kỳ bền và an toàn luôn. Và tất cả thiết bị này đều của Nhật Bãi anh em nhá. Dòng này khi anh em nhả súng thì áp về không máy chạy không tải nhá. 7.5W motor Nhật Bãi. Riêng motor Nhật Bãi thì không phải nghĩ rồi, không bao giờ biết cháy luôn. Bên ông dâu điện máy phải lắp cái dòng 3 pha này phải tính đến hàng vài trăm bộ rồi, mà chưa ghi nhận một con motor nào bị cháy luôn. Đầu thì đầu phay CNC 304 nguyên khối này, quá đẳng cấp luôn. Giá cực kỳ hợp lý anh em nhá, 17 củ bao ship toàn quốc anh em luôn. Bao gồm của nó thì sẽ là 15m dây này, súng 4 bếp tặng bình bọt. Đây vẫn đang tiếp tục lắp cho anh em đây, rất nhiều luôn. 3 pha 1 pha này, rồi dây đai này, những cái bộ này là đã đóng xong rồi này, chuẩn bị lên đường cứu chủ này, rất nhiều luôn anh em nhé, quá nhiều máy cho anh em luôn, 17 củ anh em nhá, 17 củ.